lộ diện bạn trai của tân hoa hậu quốc tế. Ngày 13 tháng 12, người đẹp Jasmine Zellberg, đại diện của Đức đăng quang ngôi vị Hoa hậu quốc tế 2022, Miss International, trong đêm chung kết được tổ chức ở Nhật Bản. Người đẹp Jasmine Zellberg là một trong những chiến binh được đánh giá cao nhất từ những ngày đầu cuộc thi khởi động. Người đẹp đến từ khu vực châu Âu sở hữu mái tóc vàng cùng khuôn mặt như thể búp bê được nhào nặn một cách tinh xảo. Sau khi Miss International lần thứ 60 tuyên bố người thắng cuộc, cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra trang cá nhân của người đẹp để nhấn follow. Nhan sắc của Jasmine không chỉ đẹp thông qua trang điểm mà gương mặt không tì vết khi tạm biệt phấn son của người đẹp 22 tuổi còn khiến nhiều người trầm trồ. Ngoài ra, những thông tin về đời tư của cô cũng được quan tâm nhiều hơn. Không để khán giả phải đợi lâu, chuyên trang sắc đẹp Miss Sociology đã đăng tải hình ảnh của Jasmine Zellberg và bạn trai người Hàn Quốc, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Theo Miss Sociology, người yêu của Jasmine Zellberg tên Park Jang-min, gốc Hàn Quốc, đang sống và làm việc ở Đức. Trên trang cá nhân, Hoa hậu quốc tế 2022 cũng công khai hẹn hò với Park Jang-min. Hai người đã yêu nhau khoảng 4 năm, bạn trai của cô làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật. Những hình ảnh của Jasmine Zellberg và bạn trai nhận được sự khen ngợi của khán giả. Ngoại hình của bạn trai người đẹp được cho là điển trai, lịch lãm. Nhiều ý kiến khen Jasmine Zellberg và bạn trai đẹp đôi. Dịp kỷ niệm tình yêu, Jasmine Zellberg từng viết, em thật may mắn khi có một người để trở về nhà. Jasmine Zellberg sinh năm 1999, hiện là sinh viên ngành lịch sử và triết học. Ở cuộc thi năm nay, người đẹp nổi bật ngay từ vòng đầu với gương mặt ngọt ngào và vóc dáng gợi cảm. Jasmine Zellberg không xa lạ với các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Cô từng đại diện Đức tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu 2021 và Hoa hậu Siêu quốc gia 2022, nhưng đều không đạt thành tích. May mắn đến với người đẹp khi cô tiếp tục thử sức ở sân chơi Hoa hậu quốc tế 2022, quốc tiệp TH.